con nè. Ý cha cha, chú cha ơi. Vậy im à. Ghê. Ba kia này buông kì cái nhà ơi. Thả mũi tay ít ít vậy mà góc cháu thành bão cả nhà. Được. Chào cả nhà. Nay hai chồng mình đi kéo lưới nữa cả nhà. Nay qua bữa nay mình thả bốn tay, mình thả ngoài bè ngoài một tay nè, rồi thả bên kia hai tay nữa cả nhà. Giờ cái bè kế bên thả mình một tay nữa. Để xem xin mời hôm nay cả nhà hãy xem mình cho thành quả vợ chồng mình sẽ kéo lưới được nhiều không nữa cả nhà. Mình tới. Tình tứ không cả nhà. Sáng ở dưới bè cái hai chồng sáng chèo xuồng mình vòng đi đã lưới. Trời bữa nay âm u lắm cả nhà, mới có 6 giờ mấy mới nhìn. Tối thui à. Cái thằng kéo này cả nhà. Nước này dơ cả nhà. Trời ơi, cái cá gì. Cái chích. Cái dưa này. Con gạt ria hả? Cái gì ăn ngon không cả nhà? Thì vẫn ăn được hả? Nhớ thiệt nè. Đầu lỗi nó ghét không? Đó. Thả lưới này mới được mấy bữa. Tháo luôn hả? Mấy kém nước rồi cả nhà. Ủa cái rổ kia đâu rồi? Mấy bữa nước trong này. Được một con cá viền này cả nhà. Mấy bữa nước trong nó chảy lắm mình đánh không được cả nhà. Chỉ là mấy bữa nó kém rồi, nước không chảy rồi đầu nước rồi mình đánh nó được. Trời ơi, chính rồi, 4-5 con chùm rồi. Chỗ này ít thả lắm em. Ờ. Chỗ này đâu thả được. Chỗ này đâu mà mình có đời nào mình thả đâu. Kéo đầu lưới là thấy là có lý là thế nào? Có lý á cả nhà ơi. Như anh thấy vùng này là cá không có đi vô trong bè mình, nên mình thả mình luôn trong bè mình khác. Anh thấy là ngoài có cá. Ủa cái rổ anh treo đâu rồi? Không được nhỉ. Ủa có đây này á? Không có đây nữa. Bỏ nó đi, cột nó vào. À. Mất công tí này phải nhặt vô. Ai đấy nó đã được 4-5 con dính một chỗ rồi. Cái kéo đầu lưới lên vậy là thích rồi đó cả nhà. Nhà thấy không, mặt trời chưa lên mà bọn em đã lên rồi đấy. Ta nói vậy sớm mới thành công rồi. mặt trăng đang nặng, đang chuẩn bị nặng xuống, mặt trời chưa thấy đâu ấy. Còn 20 phát. Này cũng vừa ha. Có con hơn không? Con đấy cũng bự rồi, ăn được rồi, thịt được rồi. Chỗ này mùa này cá nâu bơi ra ngoài không cả nhà? Đi ăn. Nó không còn bữa lần trong bè không có. Con nào con này ú ha. Nhỏ nhỏ nhưng mà ú u. Nếu mà ở trên bờ bọn em không có khả năng mà ăn cá nâu hoài vậy đâu. Không có khả năng luôn ạ. Một ký 200 mấy 300 mấy. Còn bọn em ở đây thì bọn em ở đây thả được thì bọn em ăn. Với lại mình bán qua mối nó cũng rẻ. Được vừa. Ôi chết cho chết. Sáng chiều mình bỏ vài phút cả nhà. Rồi tiếng 20 phút bắt đầu mình đi thả lưới. Thả lưới cái hai chồng mình ngủ con giấc dậy trong cái sáng cái bỏ vàng chút cái đi kéo lưới. Kéo lưới xong rồi chúng ta mình về mình làm chuyện nhà cả nhà. Làm hào rồi đó. Tuy rằng nó không nhiều nhưng nó lai dai vậy nè. Cái này chắc cũng được, nãy giờ mình kéo cũng được tầm 2 ký không? Ký mấy đó hả?
Hết tay lưới đầu tiên cả nhà. Cũng được ký mấy à. Được ký mấy cá nâu à. Thì còn tay nào cũng ký mấy, ký mấy, ký mấy được không? Còn... Thở tiếp. Sắp đang tính mở sở thú hay sao cả nhà. Ý chú cha, trời ơi em thấy rồi, chú cha chú cha, con cá to bự bự cả nhà ơi, trời ơi đã, con cá tầm mấy nạng ta, ba nạng mấy hả? Ủa to vậy mà có ba nạng mấy hả? Đã trời, anh dơ lên cho anh, em thâu này cái tí cơ, nhà thấy không? Trời ơi bự chưa, trời ơi đã quá ý, con một con cá nhỏ dính kia nữa kìa. Đã quá khởi đầu đã được một em cá ba nạng rồi. Dính được một con nhỏ. Tay lưới này dài ha. Quýnh từ đầu bè cuối bè. Châu hết bè được này. Quýnh người bè nó không có, quýnh người bè cá nó dính không có hổ như trong bờ như trong bè. Rỉa mồi không mà. Khó câu được nó. À, cái bữa ăn câu kéo phê. Ừ. Bữa cái em câu được con cá mấy nạng, ba bốn nạng nhưng mà nó kéo trời ơi kéo. Lúc tay lưới thứ hai cả nhà. Được cũng tầm ký ký mấy. Thì chiều mấy trong cả nhà ơi. Chó đi bè hay không? Đi giỏi. Đó, bè nó chạy như trên bờ luôn á. Chó này. Đen. Con này đi bè là hơi bị dữ dằn. Từ từ cái lược nhá. Đây sao cũng được hai con. Dính vậy cũng khỏe, đâu cần phải bơi đâu. Cứ vậy nó cũng nổi lên. Đâu cần phải bơi. Nằm vậy đấy. con vịt đã chưa, bự ha, bỏ ống khi nằm bự ghê rồi. Vịt quý gà bỏ chung mà nó không cắn nhau ta, vịt quý gà nuôi chung mà nó không cắn nhau ta. Con vịt ví dụ cái mỏ nó vậy nó sao mà nó cắn lại con gà đúng không? Đó, nó dễ, nó nhân lắm. Ý nó cắn nhau ấy, mổ nhau ấy. Có thằng nào mà vịt con gà mổ được rồi. Ta là đôi bạn thương thương mà. Chứ con vịt cái mỏ nó bành như vậy, mổ đâu cảm giác. Con ấy á. Người ta là đôi bạn cùng tiếng, em nói nó cắn. Có sử dụng sim với gà thì thấy cái vịt với gà chưa thấy cắn lộn.
Hả? Mới nở luôn. Gì? Cá mới nở luôn. Ở chỗ này thấy nó ấy quá mà. Chỗ này thấy có gì đâu. Hào ít nữa. Ô. Dơ 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 lên anh. Cá rìa bự cả nhà. Trời ơi, đã quá đã quá. Còn sống rồi không được. Ý, được em cần nâu nữa này. Ý chà, hàng chi thấy dực dực mạnh cũng được. Em xem coi còn chỗ nào dực dực nữa. Được con cá nâu bự, ơi con cá rìa bự. Con này chắc chết lâu rồi đúng không? Thấy trắng héo à. Thúi rồi. Úi sổ thơm. Gì hả? Được con cá nâu. Nãy giờ nằm im im tưởng là không dính. Nằm im im tưởng nãy giờ tưởng không dính. Cuối lưới, cuối tay lưới đó. Không dính một con nha cả nhà. Chỗ này ít hàm mà dính vậy cũng được ha. Đâu thúc tay lưới thứ ba. Ủa còn tay nữa đâu ta? Giờ mình gỡ tay lưới của mấy anh thì thứ tư cuối cùng cả nhà. Gì nặng á? Anh thả lưới không kinh nghiệm, em thả lưới nó chắc có khi nào dính. Mình nhìn là mình sẽ đoán được cái chỗ nào mình thả. Ở đây có hào đâu thì cá nó hay bu lại hào, nó rỉa rỉa. Ở đây cắt trống tre nè. Trống tre này lâu ngày không ai thả, không có không mấy nè. Dính tre luôn rồi. Đó chưa. Ý được một con nè. Ý cha cha. Chú cha ơi. Vậy im rồi. Ghê. Thấy không? Thấy đúng không? Ghê. Ừ. Đúng chưa? Con lấy được mấy này? Mà đúng chưa? Đúng. À. Không, mình luồn trọng cũng vậy. Không, cá biết sao. Nó đa số luôn mấy cái đống chè nè. Chỗ thúi á. Dơ. Cá nâu Con lấy bự hơn kia ha. Bự hơn kia, ưu quan ba cái rong nè. Ăn canh mà em cứ cãi anh không. Ghê. Thả được mới tính hai con mặt chặn dữ ta. Nó bự. Ghê chưa? Ghê. Đã chưa? Không phục, khó phục. Dính dây nhãn quá trời. Nó không dính đó. Tại biết sao không? Thả xuống nó dính dây nhãn rồi nằm như vậy.
mua không còn nữa rồi. Thế rồi không hề cái gì dược hết á. Mặt trời đang chuẩn bị lên nha cả nhà, đang chuẩn bị mọc rồi. Chuẩn bị mọc lên là cũng lúc dính là phải đầu trên rồi nè. Chỗ kia có gì đâu, dính cái bắp cả. Chúng ta có bự. Kết thúc tay thứ tư cả nhà, được 2 con. 3 con. Kết thúc là cũng lúc này là nắng cũng lên rồi cả nhà, cũng tầm này cũng phải 8 giờ. 7 rưỡi 8 giờ cả nhà. Dính à. Đâu em xem à. Thành quả hôm nay cái vợ chồng em cả nhà. Tầm này cũng được 3 ký mấy, 4 ký ha. Lắc lắc vậy cũng được, tầm này cũng được. 3 ký mấy 4 ký cả nhà ơi. Thả mỗi tay ít ít vậy mà góp cháu thành bão cả nhà. Được. Ok, kết thúc. Kết thúc một ngày thả lưới. Một buổi thả lưới. Mình xin kết thúc video tại đây cả nhà. Nếu như cả nhà mình cảm thấy hay và yêu thích cuộc sống bạn bè, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ Hòa Bình nha cả nhà. Xin chào và hẹn cả nhà video tiếp theo nha.